Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị và các bạn, các tác giả soạn lời mới cho chèo thường khai thác mọi chủ đề, mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhưng có một chủ đề soạn giả nào cũng dành một góc tâm hồn mình để viết, để miêu tả, đó chính là ca ngợi cảnh đẹp của quê hương đất nước. Và chương trình hôm nay chúng ta cùng đến thăm một số địa danh nổi tiếng qua các sáng tác lời của các soạn giả. Thưa quý vị và các bạn, Nam Định là tỉnh có bề dày lịch sử và văn hóa, nơi phát tích của Vương Triều Trần, một triều đại hưng thịnh vào bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam với các di tích như Đền Trần, Chùa Cố Lễ, Phủ Dày, v.v. Đến với Nam Định, chúng ta còn được tham quan đồng lúa tán thơm hải hậu, thưởng thức những hoa thơm trái ngọt, v.v. Tất cả đều bình dị, ngọt ngào, rất đỗi chân phương mộc mạc nhưng vẫn đủ sức quyến rũ bất cứ ai, để rồi đôi chân ta bỗng nhẹ nhàng hơn, trái tim ta trở nên xốn sang rung động, thương lắm một Nam Định hiền hòa. Bình an hạnh phúc.
sương đi ngồi xứ xanh đang bước đi tiến đi nhanh đi xây đẹp đi những công trình đi ánh trăng ngời lung linh điệu châu văn ai hát đi đường đi tình rồi là bài Xôn xao Nam Định quê mình do soạn giả Trần Quỳnh soạn lời, hai nghệ sĩ Tú Văn Chương và Minh Phương trình bày theo điệu Ngâm Sổng và Chinh Phụ. Tiếp theo, mời quý thính giả đến Hà Giang, vùng đất địa đầu Tổ quốc, ngắm cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ khi xuân về, cùng trải nghiệm thưởng thức những nét văn hóa đặc sắc vùng cao qua bài Một vùng văn hóa Hà Giang do soạn giả Nguyễn Anh Tú soạn lời theo điệu Luyện Nam Cung, nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày. Tôi đứng đây dưới cột cờ Lũng Cú, ngắm biên cương lọc gió bốn bề, hoa ban trắng gọi nắng xuân về, để chàng trai bản Mông đi tìm cô gái say. Về với cổng trời mùa xuân đến đẹp tươi, băng trắng muôn nơi xinh xinh cô gái buông nơi nụ cười. Mây vần chơi với níu ý lại bước chân người cao nguyên đá đây rồi. Đồng văn ai khéo tạc nên, ai đã đặt tên một vùng núi đá đất trời hòa giao bốn mùa mơn man canh bướm lùa. Tiếng khen gọi bạn say xưa ngân dài nhớ thương chợ tình khâu vai nơi hẹn hò không biết từ bao giờ, để đôi trai gái trọn đêm thâu trao lời hẹn ước nghĩ ngày sau chung một nhà tiếng yêu thêm mặn mà. Đàn môi rung nhẹ thiết ni tha bạn tình thêm xinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng lấp mây hương vị men lắng xuân về trên những cánh mi hoa tam giác mạch vùng biên cương bao lời yêu thương trao gửi đất này thương nhớ đong đầy Hà Giang mảnh đất cha ông địa đầu non sông núi rừng hùng vĩ đẹp thì sao những công trình rừng xây non nước mừng ai lên mới hiểu mới yêu yêu tấm lòng Đây, mời quý thính giả cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn con người, sắc màu cuộc sống quê hương anh hùng Thái Nguyên qua bài hát mang tên Hương sắc quê em do soạn giả Nguyễn Thị Hà soạn lời theo điệu sắp qua cầu, tốt nữ trình bày.
Sau đây, mời quý vị và các bạn đến thăm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp nên thơ giàu mạnh cũng như nét văn hóa của mảnh đất Phú Xuyên, một huyện nằm ở phía nam Hà Nội, qua cảm xúc thơ của soạn giả Mai Văn Lặng trong bài hát mang tên Phú Xuyên, một khúc tâm tình do nghệ sĩ Hạnh Ngân trình bày theo điệu chức cầm hồi văn. Trời đất vào thu, đồng quê vàng ruộng hèn mùa ấm no. Nhìn đồng lúa một màu vàng nghi ông, đất ly đất quê mình vào thu thêm mi nặng mi ở tình mi chung tình mi. Trường Sa có ý nghĩa thật đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam, là vùng biển xa xôi thân thương mà những người con đất Việt luôn hướng về. Ở nơi đó có những chiến sĩ kiên cường đang nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và dù là người Việt đang sinh sống trong nước hay nước ngoài đều mong muốn được một lần đặt chân lên vùng đất thân yêu này. Bây giờ chúng ta cùng ra với Trường Sa qua bài Hát với Trường Sa do soạn giả Đỗ Tĩnh soạn lời, nghệ sĩ Đoàn Liên trình bày theo điệu Sử Bằng. Thank you.
cả nước hướng về anh người chiến sĩ đang ngày đêm thao thức với Trường Sa. Tổ quốc bên anh, hải đảo là nhà, điệu chèo quê có Trường Sa nồng thân. Anh đứng đó mũ ngời sao sáng, bạc với mây xanh giữa phòng bà bao tấp quanh cả tổ quốc tung bay trong là anh đứng đó mặt người xa lì nòng pháo vươn xa xua bóng mây đen đuổi cả giữ rình mòi anh chỉ muốn trời biển lặng anh từng chịu muôn vàn thử thách thiếu tin thư nước ngọt rau xanh mái tóc dài buông màu non trắng trên đồng xanh mượt lúa anh say sưa bên bờ công sự mặt dõi nhìn Nam Bắc Tây Đông lòng anh vui ngắm những đàn chim bay theo bóng con thuyền khoang nặng cá tới anh điệu chèo quê mẹ để lòng anh luôn ấm bóng hàng tre tin yêu anh son sắt câu thề Trường Sa đó bên nhau hòa sóng vỗ kết thúc chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến thăm phố biển Hải Phòng cùng đắm say trong cảnh trong tình của người nơi đây qua một sáng tác lời của soạn giả Hoàng Dư Nguyễn Dung. Bài hát mang tên Hải Phòng quê tôi do top nam nữ trình bày theo điệu lới lơ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mình về phố biển hôm nay tiếng ve gọi bạn thêm say lòng người đỏ trời sắc phượng quê tươi phố phường tấp nập nụ cười. Thank you.
Chúng ta vừa nghe chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.